Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Đưa vụ FLC và Tân Hoàng Minh vào diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tại cuộc họp này, thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương hơn, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cụ thể, các cơ quan tiến hành tố tụng, tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu đến hết năm 2022, kết thúc điều tra 19 vụ án, truy tố 21 vụ án, xét xử sơ thẩm 24 vụ án, xét xử phúc thẩm 6 vụ án và kết thúc xác minh xử lý 39 vụ việc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty Việt Á, vụ án tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, vụ án tham mô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận, vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh thành phố. Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm hai vụ án trọng điểm trong quý 2 năm 2022, gồm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và một số địa phương liên quan, vụ án nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng, Chính phủ, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương ra soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, nhất là cơ chế chính sách pháp luật về đấu giá, đấu thầu, quản lý sử dụng đất đai, tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và những kiến nghị của Ban chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, không để bị lợi dụng để tham nhũng tiêu cực. Ban cán sự Đảng, Chính phủ, lãnh đạo chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, cơ quan đơn vị thuộc trách nhiệm phụ trách, quản lý, khẩn trương ra soát, làm rõ trách nhiệm của các trường hợp đùn đẩy, né tránh, chậm kết luận giám định, định giá tài sản để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động của Ban chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân đầu tư xây dựng các chuyên trang chuyên mục sâu sắc hơn, chất lượng hơn về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó có nội dung về phòng chống tham nhũng tiêu cực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống nhất bổ sung một số vụ án vụ việc vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số cơ quan liên quan. Vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Vụ việc sai phạm liên quan đến dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du, số 343642 Chu Mạnh Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh và những cán bộ đảng viên có hành vi tiêu cực liên quan đến vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại tỉnh An Giang. Hội
hội chứng đám đông và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vừa chứng kiến 3 tuần rung lắc, Dow Jones thảm hại. Nhiều hôm sắc đỏ làm bảng điện tử chứng khoán rực rỡ, nhưng là mặt nhiều người chơi chứng khoán xám xịt. Chỉ số VN Index lao dốc nhanh, có thời điểm rơi liên tục 12 phiên. Ngày 19 tháng 4, VN Index giảm hơn 26 điểm, về 1.406 điểm, thấp nhất sau khoảng nửa năm, kể từ tháng 10 năm 2021 đến lúc đó. Ngày 22 tháng 4, cuối tuần trước, VN Index chỉ còn 1.379 sau hàng loạt phiên giảm điểm. Hai hôm đầu tuần này, ngày 25 và 26 tháng 4, thị trường chứng khoán còn đảo điên hơn. Ngày 25 tháng 4, ngày giao dịch được coi là ngày thứ hai đen tối của thị trường chứng khoán Việt Nam khi rất nhiều cổ phiếu nằm sàn, mất thanh khoản. VN Index có thời điểm mất hơn 68 điểm, tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn, đám đông đua nhau bán tháo. Sáng 26 tháng 4, đám đông nhà đầu tư hoảng loạn hơn, tiếp tục bán tháo. VN Index có lúc mất 80 điểm. Nhưng kết phiên chiều, thị trường đảo chiều, tăng 30 điểm so với hôm 25 tháng 4. Phân tích về thị trường lên xuống đảo điên những ngày qua, các chuyên gia kinh tế nhận định và mổ xẻ khá nhiều nguyên nhân. Trong đó, có thể kể đến tin đồn bắt người này, người kia. Và cả tin bắt thật hàng loạt doanh nhân ở FLC, công ty chứng khoán BOS, Louis Holdings và công ty chứng khoán Chí Việt. Niềm tin nhà đầu tư lung lay sau thời thăng hoa của thị trường. Xuất hiện hội chứng đám đông bán tháo, tỷ lệ margin của nhà đầu tư cao, bị công ty chứng khoán bán tháo thu vốn. Vậy, hội chứng đám đông trước tin đồn và thông tin chứng khoán thiếu minh bạch là như thế nào? Ngược lại thời gian, bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước đó, đã có tin đồn trên mạng xã hội là Trịnh Văn Quyết bị cấm xuất cảnh. Lập tức, giá cổ phiếu của họ nhà FLC giảm sàn. Khi tin đồn thành thật, dân mạng và nhà đầu tư càng có cớ để tin đồn. Bắt đầu từ đây, những tin đồn về bắt người này người kia, bắt ông trưởng, bà phó, cứ râm ran. Nhiều cổ phiếu giảm giá nằm sàn, nhiều cổ phiếu múa bên trăng. Theo như cách nói của dân chơi là trắng bên mua. Tức là chỉ có người bán mà không có người mua. Sự việc càng đi xa hơn khi loạn tin đồn và thị trường chứng khoán xuất hiện hội chứng đám đông. Nhiều nhà đầu tư mới tham gia theo phong trào, theo đám đông người trước đó, lướt sóng, ăn may mà không có kiến thức cơ bản nào về thị trường chứng khoán. Khi có biến, thấy xu hướng thị trường đi xuống, xuất hiện rủi ro, liền đua nhau bán tháo cổ phiếu. VN Index giảm sâu, thị trường bị thổi bay hàng nghìn tỷ đồng. Cũng cần phải nói rõ hơn về các F0, những nhà đầu tư mới của thị trường chứng khoán. Những tháng cuối năm 2021, thị trường chứng khoán chứng kiến sự bùng nổ của dòng tiền tham gia đầu tư của các F0. Có nhiều lý do như dịch bệnh làm sản xuất đình trệ, lãi suất ngân hàng thấp nên thị trường chứng khoán thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân. Và đáng lưu ý hơn, có dấu hiệu mồi chài thổi giá chứng khoán. Nhiều người như bị bỏ bùa mê. Bởi hầu như cứ tham gia là lãi. Một đồn 10, 10 đồn 100, cứ thế lập nên một kỷ lục cho thị trường chứng khoán. Số người mới tham gia thị trường chứng khoán, theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tháng 12 năm 2021 đạt kỷ lục với 226.580 đơn vị. Tính cả năm 2021, cá nhân mở mới hơn 1,53 triệu tài khoản chứng khoán, gấp gần 4 lần so với cả năm 2020. Những người mới thường thích đi theo đám đông ngắn hạn nên dễ tham gia vào những nhóm cổ phiếu tăng nóng ngắn hạn để kiếm lãi. Nhưng khi thị trường gặp biến, đám đông hoảng loạn lại theo nhau bán tháo bằng mọi giá. Vậy, hội chứng đám đông là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản. Hội chứng đám đông là việc một số đông người thực hiện một hành động giống nhau theo vô thức, theo vong trào, không hiểu rõ và không nhận thức được ý nghĩa của hành động mình đang làm. Thấy người ta làm thì mình cũng bắt chước làm theo. Làm a dua theo người khác. Họ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh trong việc lựa chọn hành vi, xu hướng của mình. Theo các chuyên gia xã hội học, hội chứng đám đông trong xã hội rất cần phải được chấn chỉnh. Chúng ta đã thấy hội chứng đám đông trong kinh doanh đa cấp bất chính, hội chứng đám đông trong đầu cơ bất động sản, hội chứng đám đông trong mua vàng ngày thần tài, hội chứng đám đông trên mạng xã hội khi chút giận, chửi rủa hay thương xót vì ai về những việc mà mình chẳng nắm rõ. Trong thị trường chứng khoán, hội chứng đám đông lại là cơ hội cho những kẻ xấu phạm tội, thao túng thị trường chứng khoán làm lợi cho mình. Trịnh Văn Quyết chỉ đạo 11 tổ chức lập ra 20 tài khoản để liên tục mua bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả là một ví dụ.
Mới đây nhất, ngày 20 tháng 4, Bộ Công an tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một loạt cá nhân có hành vi thao túng thị trường chứng khoán như Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holding, Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Chứng khoán Chí Việt. Nhưng cũng phải nhấn mạnh, không có hội chứng đám đông thì những kẻ xấu muốn phạm tội cũng không có đất dụng võ. Và đặc biệt là sự thiếu minh bạch thông tin của nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán là mảnh đất màu mỡ cho kẻ xấu lợi dụng. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự thiếu minh bạch thông tin để trục lợi trong thị trường chứng khoán. Thông tin xấu, nhiễu tràn lan. Tin đồn cứ thế bị lợi dụng phát tán để kẻ xấu thao túng thị trường. Các tổ lái chứng khoán mặc sức bay nhảy. Mới đây, chỉ đạo liên quan đến thị trường chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng việc thông tin tuyên truyền phải khách quan, trung thực, chính xác, minh bạch. Chính phủ quyết tâm làm lành mạnh hóa thị trường, không để một số vụ việc ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, đến huy động vốn qua thị trường trái phiếu, cổ phiếu để phát triển đất nước. Và nhà đầu tư cổ phiếu trong thị trường chứng khoán có nên tham gia theo kiểu Azure, dễ bị lợi dụng theo hội chứng đám đông. Còn việc thông tin chứng khoán phải minh bạch, thị trường chứng khoán phải được lành mạnh hóa, thì Chính phủ đã quyết tâm, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết.